Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động Việc Làm số tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy một địa phương dù có lực lượng lao động đông đảo, nhưng nếu chất lượng không cao và không được phân bố hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực, cũng sẽ rất khó để trở thành động lực cho phát triển, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho toàn xã hội. Xác định rõ như vậy, nên thời gian qua các cấp các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai luôn chủ động nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề. Đây cũng là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Lao động Việc Làm kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vượt lên khó khăn bởi những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, thời gian qua, hầu hết các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang khá chủ động trong việc triển khai các hoạt động định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh. Bởi đây chính là giải pháp giúp các em lựa chọn hướng học tập phù hợp, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Đặc biệt, hình thức tổ chức hoạt động này khá đa dạng. Có thể thông qua các phương tiện thiết bị truyền thông, qua các mô đun hỏi đáp, đối thoại trực tuyến với chuyên gia của các cấp, ngành chức năng. Ở nhiều nhà trường, hoạt động này còn được sân khấu hóa, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về năng lực sở trường cũng như nhu cầu lao động và việc làm của xã hội, qua đó lựa chọn hướng học tập rèn luyện, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Để nâng cao hiệu quả của công tác định hướng phân luồng và giáo dục cho học sinh sau tốt nghiệp trung cơ sở, thì đơn vị nhà trường đã chủ động liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở trên địa bàn tỉnh và thành phố. Ví dụ như năm học 2020-2021 thì trường Trung học Sở Thành đã tổ chức hội nghị đối thoại đối với cha mẹ học sinh, thì trong đó có mời Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh Lào Cai, mời các trung tâm giáo dục nghề nghiệp như là trường Cao đẳng Lào Cai, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên của thành phố Lào Cai, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và các cái đơn vị có sử dụng lao động ở trên địa bàn tỉnh để đến để tư vấn giúp đỡ nhà trường cũng như là tổ chức các hoạt động cho học sinh được tham gia trải nghiệm. Năm học 2021-2022 đã qua được gần một nửa thời gian. Thầy và trò các nhà trường đều khá bận rộn bởi vừa phải duy trì các phương án dạy và học, vừa phải đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm học với kết quả cao nhất. Bận rộn hơn cả là các em học sinh ở cuối bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bởi kế hoạch ôn thi lên những bậc học cao hơn hoặc những lựa chọn tương lai cho mình bằng cách đi học ngành nghề nào đó, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, đặc biệt là năng lực của bản thân. Để giúp các em có những lựa chọn đúng đắn, ngay từ đầu năm học, nhiều các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng, phân luồng học sinh. Đấy, những cái gương của những anh chị đi trước, những cái hướng của anh chị đi trước đã làm tốt cái vấn đề về nghề nghiệp, hoặc là đấy gương về cái nghề nghiệp ở trong xã đã làm tốt, đã có cái nền kinh tế vững chắc. Có thể các em có thể ngay ở xây dựng cái nền kinh tế ngay tại địa phương như chăn nuôi trồng trọt, hoặc là có thể là tham dự các lớp để học sửa chữa xe máy hoặc là ô tô, vào các mở cửa hàng cửa hiệu để thu nhập thêm, hoặc là cũng là nghề truyền thống như là nghề rèn đúc lưỡi cày. Như vậy là các em cũng có thể là có nhiều cái hướng mở các lớp đào tạo nghề để các em có thể tham dự ở ngay địa phương, tránh cái nền kinh tế của gia đình nó eo hẹp mà các em không thể tham gia được. Cùng với tư vấn định hướng giáo dục nghề nghiệp, hầu hết các cơ sở giáo dục nghề của các huyện, thị xã và thành phố đều có sự chủ động và sáng tạo để nâng cao chất lượng, cho dù đó là những khóa học ngắn hay dài ngày. Đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi tại trung tâm Linh Sinh ở số 020 đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường. Vượt lên vai trò của một cơ sở làm đẹp cho chị em phụ nữ, đây còn là địa chỉ đã được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của thành phố Lào Cai lựa chọn liên kết để đào tạo nghề spa, một trong những nghề đang có nhu cầu cao trên địa bàn thành phố hiện nay. Trước khi kết thúc mỗi khóa học, các học viên đều phải tham gia làm bài sát hạch. Và chỉ những học viên nào đảm bảo được toàn bộ các yếu tố từ khâu chuẩn bị đến trang phục, đặc biệt là thao tác kỹ thuật spa, dưới sự giám sát của các giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Lào Cai và cơ sở Linh Sinh mới được cấp chứng chỉ nghề. Được trau dồi cả kiến thức và mình được thực hành luôn, nên là cái tốc độ nó làm cũng sẽ rất là đến một cái đích mà mình muốn, sẽ nhanh hơn ạ. Các thầy cô và các anh chị ở đây dạy cho tôi rất là nhiệt tình và chỉ cho tôi từng cái chi tiết để tôi được có như ngày hôm nay, để
tự tin về bản thân của mình với cái khóa học dược văn này của mình. Sau khi đào tạo xong các bạn ấy thì bên trung tâm cũng giới thiệu các bạn đến các trung tâm khác và cũng giữ lại tại trung tâm mình những bạn mà có nhu cầu ạ, và hỗ trợ các bạn ra nghề. Trong quá trình hỗ trợ các bạn ra nghề thì ví dụ còn yếu về tay nghề này, yếu về tư vấn về trang thiết bị thì bên trung tâm và bên cơ sở chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn hết sức có thể. Không chỉ lớp spa và cũng không phải chỉ khi học thực hành, các học viên mới được hỗ trợ từ các cơ sở sản xuất kinh doanh về phương tiện, thiết bị thực hành. Mà ngay cả ở những giờ học lý thuyết trên giảng đường, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của thành phố cũng luôn chú trọng mời các chuyên gia, những người có tay nghề cao, phương pháp sư phạm tốt đến truyền thụ kiến thức, giúp các học viên nắm chắc bài giảng trong thời gian ngắn nhất. Trong năm qua, chúng tôi đều phối hợp liên kết với các công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để mời những giảng viên có kinh nghiệm đến với chúng tôi. Trước hết đó là truyền cảm hứng tới các em học sinh, em tích cực và hứng thú hơn trong học tập. Bởi vì sao? Những cái chuyên gia, những cái người có kinh nghiệm trong các công ty doanh nghiệp ấy sẽ có mang những cái kinh nghiệm thực tế trong cái công việc hàng ngày để truyền đạt cho các em, và những cái tình huống đưa cho các em, hướng dẫn các em để các em biết cách xử trí. Còn đây là một trong 12 lớp thêu do Trung tâm Dạy nghề Tư thục Phú Minh Lào Cai chịu trách nhiệm giảng dạy tại thị xã Sapa. Toàn bộ học viên của lớp học này đều là đồng bào dân tộc Mông. Mặc dù hầu hết đều đã biết nghề thêu truyền thống. Tuy nhiên, để bà con thực hành thành thạo trên chất liệu vải công nghiệp, theo mẫu mã, hoa văn đặt hàng của đơn vị bao tiêu sản phẩm là không hề đơn giản. Xác định rõ những khó khăn về rào cản ngôn ngữ, đặc biệt giúp bà con nâng cao kỹ năng thích ứng với nhu cầu sản xuất hàng hóa để cải thiện thu nhập, Trung tâm Dạy nghề Phú Minh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, đặc biệt là xây dựng đội ngũ giảng viên gồm cả cán bộ của trung tâm và các nghệ nhân lành nghề. Hiện nay trung tâm xác định có hai đối tượng giáo viên, một là phần dạy lý thuyết về truyền đạt cái phương pháp áp dụng cái công nghệ của công ty, các cái sản phẩm để đưa vào để hướng dẫn cho học viên theo sát cái sản phẩm. Đối với giáo viên thực hành thì trung tâm bồi dưỡng đào tạo cho các cái học viên nghệ nhân là người bản địa phối hợp với giáo viên của trung tâm để thực hiện tốt các sản phẩm để đảm bảo các yêu cầu của công ty. Cô giáo tạo điều kiện thuận lợi về thời gian với cả không gian học để cho mọi người không căng thẳng giữa ba cô và trò. Chia lớp thành nhóm, xong một tùng nhóm một thì là khi đã giảng dạy được, khi đã giảng dạy cơ bản cho các bạn rồi, các bạn chưa được nắm bắt được thì lại bắt buộc lại phải chia các nhóm trưởng đấy để nó hướng dẫn, tiếp tục hướng dẫn cho các bạn, và bắt buộc là giáo viên phải đi từng nhóm một để hướng dẫn kỹ hơn, để sát sao hơn, để cho các bạn nắm bắt được các kỹ năng cơ bản để các bạn học hỏi được chắc kiến thức hơn ạ. Không riêng với lớp nghề thêu mà việc nâng cao chất lượng đào tạo của các lớp nghề luôn được thị xã Sapa cũng như các địa phương khác trong tỉnh đặc biệt chú trọng. Vừa tăng cường phối hợp tạo điều kiện, song cũng không ngừng kiểm tra giám sát chất lượng của các lớp nghề, cơ sở đào tạo nghề, qua đó kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của công tác đào tạo. Đối với các đơn vị đào tạo thì chúng tôi cũng đã có liên hệ định hướng và yêu cầu, đó là trong quá trình đào tạo thì có thể làm cái cách giảng dạy như thế nào để phù hợp nhất đối với cách tiếp nhận của bà con, và đặc biệt đối với những cái lớp mà cần nhiều cái kỹ năng về thực hành thì sẽ bố trí thời gian thực hành nhiều hơn. Trong cái quá trình thực hành thì có liên kết với lại các cái đơn vị, ví dụ như các nhà hàng hoặc khách sạn, đối với các cái lớp và dịch vụ để cho bà con được thực tế trực tiếp tại đơn vị, cùng phối hợp với tất cả các xã phường và thậm chí là các đồng chí bí thư chi bộ hoặc là hội trưởng hội phụ nữ của các xã phường cùng giám sát cái quá trình học tập của các cái lớp khi mà mở tại thị xã. Cái sự phản hồi lại của học viên tham gia học đó là cái cách đánh giá chính xác nhất đối với chất lượng dạy và học. Thì qua những kênh tiếp nhận thông tin như vậy thì Phòng Lao động Thương binh đã tham mưu cho thị xã có những chỉ đạo và điều hành phù hợp đối với đơn vị đào tạo cũng như là chất lượng học của học viên. Với sự vào cuộc của các cấp các ngành, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và sự chủ động sáng tạo từ chính những cơ sở đào tạo nghề, đã giúp chất lượng công tác đào tạo nghề của tỉnh ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Lao động Việc Làm cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.